Bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang thành phố giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, các cấp chính quyền, địa phương và hội đoàn thể cũng đã ra quân cùng người dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã để lại khu vực này ngổn ngang bùn đất, rác thải. Nhiều tài sản vật dụng trong gia đình của người dân bị nước nhấn chìm như thế này. Ngay khi nước rút, người dân tiến hành dọn dẹp nhà cửa, cào bùn đất và vệ sinh môi trường để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Do là nó bùn đất rất là nhiều nên là trước tiên là phải dọn sạch bùn đất các thứ trước, xong thì bắt đầu mới tiến hành lau chùi bằng dung dịch hay là cái gì đấy để khử khuẩn tạm thời như thế thôi. Cứ sắc nước về rồi dội đi, dội cho nó sạch bùn hết đi rồi bắt đầu mới khử trùng đó, chứ trừ trước mắt mình phải lo giữ sức khỏe cho mình cái đã. Còn kiểu bụng bám nhiều quá, đâu có thể nào mà làm được. Hiện tại, khu vực đường Mẹ Súc còn hơn 103 hộ bị ảnh hưởng do ngập lụt. Tại đây tập trung khối lượng rác rất lớn. Để giải phóng rác thải sau mưa lũ tại các kiệt hẻm, lực lượng bộ đội đã được tăng cường hỗ trợ thu gom rác đến các điểm tập kết. Tổ dân phố cũng vận động người dân tổng vệ sinh trong khu phố. Khử khuẩn sau cái dọn dẹp tăng gia an toàn và khử khuẩn đảm bảo được cái đời sống nhân dân và cái vệ sinh an toàn vệ sinh môi trường. Và sau đó thì cái về phía mà đưa ra phía mưa lượt trước đường thì chúng tôi sẽ cố gắng vận động dân tự dọn vệ sinh cho sạch sẽ trong nhà ngoài phố. Theo dự kiến, sau khi địa phương xử lý xong rác thải, ngành y tế sẽ tiến hành điều tra dịch tễ và phun xịt khử khuẩn môi trường để hạn chế bùng phát dịch bệnh.